Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhã Vân Travel. Hiện tại thì mình đang đứng trước ở New World Phú Quốc Resort. Thì sau khi clip mới đầu tiên của mình được lên mạng và giới thiệu về căn villa ở trong New World Phú Quốc Resort thì cũng có rất là nhiều bạn đã hỏi mình rằng là resort này ở đâu và cách đi tới như thế nào. Thì đúng là New World Phú Quốc Resort là một cái resort rất là mới ở Phú Quốc, nên là cũng có nhiều tài xế taxi họ cũng chưa hoàn toàn biết cái địa điểm này. Thì mình cũng có thể nói thêm, như là hôm trước mình tới đây thì khi mà lần đầu tiên tới thì cái anh tài xế taxi anh ấy đã đưa nhầm mình sang khu của Resort Marriott. Khi đó thì anh ấy nói rằng là anh ấy đã hỏi rất kỹ tổng đài của bên anh ấy rồi. Thì cái resort mà mình ở thì sẽ ở bên cạnh Marriott, nên là anh ấy đưa thẳng mình vào đấy luôn. Nhưng mà cũng rất may là mình biết trước là cái khu đó là khu thuộc Marriott, bởi vì trước kia mình đã ở đó rồi. Nên là anh ấy cuối cùng sau một hồi đi vòng và tìm đường thì cũng đưa được mình tới New World Phú Quốc Resort. Ở cái resort này mình có thể nói thêm, đây cũng là một resort thuộc cái hệ sinh thái nghỉ dưỡng phía nam đảo Phú Quốc của tập đoàn Sun Group. Nên là khi mà đường vào tới đây thì các bạn có thể đi đường chung để tới khu Marriott, nhưng mà ở cái vòng xoay họ sẽ chia ra làm 3 con đường. Có nghĩa là nếu mà đi thẳng thì bạn sẽ tới khu Marriott và Premier Residence. Và bạn nếu mà bạn đi rẽ phải thì sẽ tới khu Premier Village. Và cuối cùng là rẽ trái thì bạn sẽ tới được New World Phú Quốc Resort. Thì đó là cái cách đi trên đường để làm sao để tới được cái khu resort này. Thì bây giờ mình sẽ đi lên cái con đường này, là cái con đường chính để đi lên trên phòng lễ tân của khu resort. Thì bây giờ mình sẽ đi lên và các bạn cùng đi với mình nhé. Đây là khu vực lễ tân của New World Phú Quốc Resort nha các bạn. Phòng lễ tân thì rất là rộng, có trang trí những cái kiến trúc rất là lạ mắt. Đây là cái khu vực chờ để cho khách check in. Quang cảnh thì cũng rất là thoáng đãng. Còn đây là phía mặt sau của bên resort. Thì mình có thể đi ra cái phía mặt sau của bên resort này. Thì đây cũng có một cái tầm view rất là đẹp. Ở đây thì có một cái bể nước. Phong cảnh tầm nhìn thì rất là thoáng mắt nha các bạn. Phía sau của quầy lễ tân thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái tầm nhìn view rất là đẹp, có thể nhìn thấy toàn bộ của khu resort. Và ở đây thì tất cả những cái căn villa các bạn đều thấy là được lợp bằng những cái mái, bằng những cái chất liệu rất là thân thuộc với lại Việt Nam, nên là có thể tạo cho mình cái cảm giác rất là thoải mái và mát mẻ khi mà đến cái căn những cái căn villa ở đây. Ở đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở phía trước là có một cái hồ bơi, cũng không hẳn là hồ bơi, cái này là một cái đài nước trang trí 3 tầng, nhìn rất là thoáng mát và đẹp. Phía xa xa kia thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là những cái căn resort khác mà chung cùng tập đoàn với lại New World Phú Quốc Resort. Hiện tại thì mình đang đứng ở trong khu vực đường nội bộ của New World Phú Quốc Resort. Thì các bạn có thể thấy đường ở đây rất là rộng rãi và thoải mái. Bên này thì là có những hàng dừa, cây trồng rất là nhiều. Cái mật độ cây xanh ở trong resort thì rất là nhiều, nên là không khí rất là mát mẻ. Ngoài ra ở phía sau của khu resort thì sẽ là giáp với lại những cái khu shop house như thế này. Thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây là những cái khu shop house này thì đều được là sơn những cái màu sơn rất là đẹp. Có những màu hồng, màu vàng, màu xanh, đều là những cái màu sắc rất là nổi bật.
thì nó cũng tạo ra một cái không khí vui tươi cho cái khu resort ở đây. Hiện tại thì mình đang đứng ở khu vực hồ bơi của Dua Phú Quốc Resort. Các bạn có thể thấy ở đây là một hồ bơi tràn bờ. Nếu mà đứng ở khu vực ở gần với bờ biển thì các bạn có thể nhìn thấy nó dần như là một cái hồ bơi vô cực, rất là đẹp, và bởi vì đây là một cái thiết kế mới. Nếu mà cho các bạn nào mà muốn chụp hình sống ảo thì mình nghĩ là đây là một cái view rất là tuyệt vời. Bọn mình bây giờ sẽ đi tiếp vào bên trong để xem nhé. Đây là khu vực hồ bơi của New Phú Quốc Resort, thì ở đây có những cái khu vực vui chơi dành cho thiếu nhi. Ở bên kia thì cũng có cả cầu trượt. Thực ra theo mình thấy thì tập đoàn Sun Group họ nổi tiếng với lại làm những cái thiết bị và trò chơi dưới nước, nên là khi mà ở trong resort của họ có những cái thiết kế như này thì mình cũng cảm thấy nó là một cái điều gần như là dĩ nhiên. Đối diện với lại hồ bơi thì các bạn có thể nhìn thấy đây là khu vực nhà ăn của resort. Thì hiện tại là khu vực ăn sáng đang được bố trí ở đây. Buổi sáng thì mọi người có thể đến đây để ăn sáng và có thể nhìn thấy cái không gian rất là mát mẻ ở phía dưới này. Đây là khu vực đường đi xuống bể bơi, thì có những cái bậc thang ở đây để mọi người đi xuống bể bơi được dễ dàng hơn. Ngoài ra ở phía bên cạnh thì có một cái quầy bar. Cái quầy bar này nó sẽ có tác dụng chẳng hạn như là khi mà mọi người đang bơi mà có muốn order những cái món đồ uống hoặc là cocktail thì ở đây sẽ có nhân viên phục vụ bạn ở ngay trên hồ bơi, thì rất là tiện lợi. Ngoài ra bên khu vực này thì sẽ là nhà hàng barbecue ở bên cạnh hồ bơi. Khi khách hàng ở đây thì có, sau khi mà đã bơi xong thì có thể lên đây để thử thức những món ăn barbecue nóng sốt ngay tại chỗ. Còn đây là khu vực quầy bar và những quán bar của bên cạnh hồ bơi. Khách hàng thì có thể ở đây để gọi những món đồ uống sau khi đã bơi xong. Ở đây thì cũng có những cây dù sẵn để cho tránh nắng. Ngoài ra những cái khung gỗ này thì các bạn thấy là hiện tại chưa có gì, nhưng mà sắp tới thì có thể là sẽ có thêm những cái màn trắng lưới mà nhìn các bạn sẽ thấy rất là đặc trưng của những cái khu resort. Hai, đằng sau mình hiện tại đang là bãi biển của New Phú Quốc Resort, là bãi Khem rất là đẹp ở khu vực Phú Quốc. Ở đây các bạn có thể thấy là cát trắng và dừa rất là cao và rất là đều. Ngoài ra thì khu vực này thì hiện tại cũng tương đối mới, nên là cũng rất là ít khách du lịch tắm ở đây, nên các bạn hoàn toàn là có thể tắm ở đây rất là thoải mái. Phía xa xa kia sẽ là những cái nhà hàng barbecue ở vẻ bên biển. Thì khu vực đó hiện tại vẫn đang thi công và có thể là sẽ hoàn thành trong thời gian sớm. Ở đây là bãi biển và hồ bơi tràn bờ của khu vực resort. Và bao xung quanh khu vực của bể bơi thì sẽ là một số căn villa có hướng biển và khu vực nhà hàng. Hay, vậy là cuối cùng mình cũng đã review xong về New World Phú Quốc Resort, một cái resort rất là mới ở Phú Quốc hiện nay. Và sau cái bài review này thì mình cũng rất là hy vọng các bạn nếu có cơ hội thì có thể tới đây để trải nghiệm những cái dịch vụ ở New World Phú Quốc Resort. Trong cái phần mô tả của cái clip này thì mình có để rất là chi tiết về website của mình, Facebook, fanpage và Instagram. Mình rất mong các bạn có thể like, share và follow kênh của mình nhé. Thank you.